công an vào cuộc điều tra vụ nhà báo Hải Đường tử vong. Nhà báo Hải Đường Đặng Tuyển được tìm thấy trên sông Hồng, thuộc xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội, trong tình trạng tử vong. Cơ quan công an vào cuộc điều tra. Trưởng công an huyện Thanh Trì, Nguyễn Thế Hùng thông tin, sau khi nhận thông tin nhà báo Đặng Thị Tuyển mất tích trên địa bàn xã Vạn Phúc, chúng tôi đã vào cuộc điều tra. Về nguyên tắc, có tử vong thì cơ quan công an phải điều tra làm rõ. Đơn vị cũng đã nhận được đơn đề nghị của gia đình chị Tuyển. Hôm ngày 12 tháng 6, một ngày sau khi nạn nhân mất tích, ông Đặng Văn Tính, cha của nữ nhà báo chia sẻ, gia đình rất hoang mang về cái chết của Tuyển. Tuyển bơi giỏi nên không thể chết đuối, còn tự tử như một số tin đồn, thì càng không có căn cứ. Tuyển yêu con trai lắm. Nó cũng biết, nó quan trọng với gia đình, nên không bao giờ có thể có chuyện quên sinh. Có rất nhiều tình tiết khiến chúng tôi nghi ngờ về cái chết bất thường của con bé. Sáng ngày 21 tháng 6, gia đình tiếp tục có đơn gửi cơ quan công an huyện Thanh Trì, mong muốn sớm có kết luận về nguyên nhân dẫn đến việc Tuyển tử vong. Vì không gặp được lãnh đạo, em gái của Tuyển đã gửi đơn theo đúng thủ tục qua trực ban công an huyện. Bộ phận trực ban đã tiếp nhận đơn. Ông Tinh thông tin thêm, chị Đặng Thị Bích Ngọc, em gái nhà báo Đặng Tuyển cho biết, trước đó theo đề nghị của gia đình, cơ quan pháp y đã khám nghiệm tử thi chị tôi. Đến nay đã 10 ngày trôi qua, gia đình vẫn chưa nhận được thông báo kết quả. Tôi có hỏi cơ quan công an và được trả lời là bên pháp y chưa gửi kết quả sang. Hình ảnh nhói lòng trong đám tang, phóng viên Hải Đường. Hải Đường, tên thật là Đặng Tuyền, phóng viên thường trú của báo Pháp Luật, thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, ra đi, bỏ lại ngày lễ 21 tháng 6, cận kề với biết bao dự định. Vắng em, ngày này chúng tôi thấy mọi bó hoa. Chúc mừng đều bớt đi phần thắm. Cuộc đời lắm gian truân. Năm 2013, Đặng Tuyền về Hải Phòng, làm thường trú cho báo Kinh Doanh và Pháp Luật. Lúc đó Tuyền lấy chồng người huyện Thủy Nguyên và vừa sinh bé Trường Giang hơn 1 tuổi, để có đủ tiền trang trải nuôi con nhỏ. Tuyền vừa đi viết báo, vừa mở thêm quán bún đậu trên đường Nguyễn Cộng Hòa. Trong những ngày đó, Tuyền còn nhận làm gia sư tiếng Pháp ngoài giờ, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Cô từng tâm sự, em muốn kiếm tiền sạch, muốn dấn thân vào nhiều chỗ để có trải nghiệm. Khi em bắt đầu ổn định hơn chút ở quê chồng, thì hôn nhân lại đổ vỡ. Bố của đứa bé đi nước ngoài, Tuyền trở thành bà mẹ đơn thân từ đó. Tuyền sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hà Tây cũ. Mẹ Tuyền gầy yếu, đau ốm quanh năm. Bố Tuyền bị tàn tật, hạn chế lao động. Tuyền có em trai và em gái, nhưng cả hai cũng còn dại. Cô gái ấy trở thành trụ cột chính để ngược xuôi lo lắng cho cả đại gia đình. Trường Giang, đứa con trai nhỏ, trở thành niềm tin, sự kiêu hãnh duy nhất để Tuyền sống và nỗ lực khi đi tác nghiệp. Không ít lần nữ phóng viên này đã phải đối đầu với sự dọa nạt, đe dọa, có lúc bị uy hiếp đến tính mạng. Tuyền tỏ ra là một cô gái lì lợm, bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu. Thế nhưng khi về với gia đình, Tuyền đã không biết bao lần bật khóc vì thương mẹ. Đặc biệt là đứa em gái kể mình đang sống tại Đồng Nai. Tuyền là người mẹ yêu con vô bờ bến. Mỗi lần nói về thằng bé, cô trở nên mềm mại, dịu dàng khác hẳn. Có những năm tháng, vì điều kiện công việc làm báo, đi qua nhiều tỉnh thành, không cho phép Tuyền mang con theo, Đặng Tuyền đã phải gửi con về cho bố mẹ già ở quê. Thế nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng, nỗi nhớ con khiến không ít lần Tuyền phóng xe máy mặc trời đang mưa to gió lớn về nhà để về đón Trường Giang xuống ở cùng. Trong căn nhà trọ chật hẹp, hai mẹ con Tuyền lại tiếp tục chống chọi với cuộc đời. Gửi con vào nhà trẻ, hết giờ cô lại vội vã về đón. Tối đến con ngủ rồi, Tuyền tiếp tục kỳ cạch viết bài. Tuy vất vả là vậy, nhưng Tuyền lại gọi đó là những năm tháng vui và hạnh phúc nhất. Xót xa một đám tang, việc Tuyền được cho là bị trượt chân, tử vong ở sông Hồng, tại Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội, khiến đồng nghiệp của em bàng hoàng. Tuyền lạc quan, bản lĩnh và yêu con. Khi còn sống, không ít lần Tuyền bày tỏ nỗi sợ phải để lại Trường Giang mà không có mẹ bên cạnh. Đặng Thị Ngọc, em gái của Tuyền kể lại, khi tìm được thi thể chị ở một gò bồi nhỏ giữa sông Hồng, cả nhà em đau đớn. Máu tươi của chị ấy trào ra, khiến cho em không thể đứng vững. Tuyền được chuyển về quê để gia đình lo hậu sự. Vì chết trẻ nên cô không được đưa về nhà. Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ nhỏ của thôn, ngay nghĩa trang địa phương. Người trụ cột đã nằm xuống rồi, nên gia đình Tuyền chơi với. Trong tang lễ của Tuyền, không có ban tổ chức lễ tang đủ đầy, mọi thứ đều là tạm. Trường Giang mới 6 tuổi, mặc áo xô, khăn trắng, đứng trước hương án của mẹ ngơ ngác,
chưa biết đáp lễ như thế nào. Em gái ruột của Tuyền, đôi mắt sưng mọng khóc chị lạc giọng. Là người thay gia đình đáp lễ đồng nghiệp, bạn bè, cơ quan và dân làng, trong suốt lễ tang. Chiếc tiểu đựng cho cốt màu xanh dương. Trơ trụi không có lấy tấm khăn phủ. Người thân vì quá yêu thương Tuyền, nên ôm tiểu cho cốt em vào lòng đi bộ ra nơi an táng. Mẹ Tuyền trong đám tang con khóc ngất. Bà gọi Tuyền khản giọng. Bà hỏi đi hỏi lại trước vong linh đứa con gái xấu số. Tại sao bỏ lại con trai mà đi vậy hả Tuyền? Khi hạ huyệt, gia đình vì quá đau thương, bối rối, nên cũng chẳng nhớ mua dây để hạ cho cốt em xuống. Người thân phải ngả khăn tang trên đầu, nối thành dây để bọc lấy thân em, coi như lần đưa tiễn cuối cùng. Cuộc gặp cuối của mẹ con nhà báo Hải Đường trước khi âm dương cách biệt. Ngày 2 tháng 6, Đặng Tuyền bút danh Hải Đường, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh về đưa con trai đi chơi. Không ngờ đây là lần gặp cuối cùng của hai mẹ con chị. Những ngày này, căn nhà nhỏ ở xã Văn Tự, huyện Thanh Trì, Hà Nội của gia đình phóng viên Đặng Tuyền vẫn đón rất đông. Làng xóm láng giềng lui tới thăm hỏi, động viên. Sự ra đi đột ngột của Đặng Tuyền không chỉ để lại sự tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp mà còn là nỗi xót xa cho đứa con trai nhỏ của chị. Bà Trịnh Thị Diễn, sinh năm 1960, mẹ phóng viên Đặng Tuyền, luôn tay quệt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Thì thoảng, nhìn cảnh đứa cháu ngoại chạy ra bàn thờ nhìn ảnh mẹ, lòng bà lại đau quặn như ai cào xé. Thằng bé còn thơ dại mà Tuyền nó bỏ đi đột ngột quá. Cuộc đời Tuyền năm chìm bảy nổi, lận đận cả tình duyên và công việc. Trong làng, bạn bè cùng lứa tuổi với Tuyền cũng yên bề gia thất ổn định rồi, mà con bé vẫn bươn trải, trèo chống một mình giữa cuộc đời. Tính cách Tuyền cá tính, mạnh mẽ, sống không luồn cúi, nịnh nọt ai. Nó muốn gì là làm đến cùng, bằng không cũng bỏ ngang. Đây cũng là lý do vì sao con tôi chuyển nhiều công việc đến vậy. Bà Diễn nghẹn ngào, nhớ về người con gái yểu mệnh của mình. Đưa tay ôm Trường Giang, con trai Đặng Tuyền vào lòng. Bà Diễn cho biết, vất vả lắm Tuyền mới sinh được cậu bé. Thời gian mang bầu, Tuyền xin vào làm ở một công ty truyền thông. Sợ ảnh hưởng công việc, Tuyền vẫn lao đầu vào làm. Ca vượt cạn khó khăn, Tuyền được bác sĩ chỉ định mổ đẻ. Sau ca mổ, sức khỏe suy yếu, nhưng sinh con được 8 ngày, Tuyền cắn răng chịu đau, ngồi dậy ôm máy tính làm việc. Con được 1 tuổi. Tuyền gửi hẳn con cho bố mẹ nuôi dưỡng, về Hải Phòng làm phóng viên thường trú cho một tờ báo và viết tiếp ước mơ còn dang dở của mình. Thời điểm này, cuộc hôn nhân của Tuyền gặp sóng gió, chị trở thành mẹ đơn thân. Tuyền nuốt nước mắt vào trong, ngày ngày vẫn ngược xuôi đi lấy tin, viết bài trên những nẻo đường. Dường như mọi yếu đuối, dằn vặt, chị đều cất vào trong sâu thẳm trái tim, gồng mình lên chống chọi với dông bão của đời người. Theo ông Đặng Văn Tính, sinh năm 1956, bố đẻ Đặng Tuyền, cuộc sống giai đoạn đầu của con gái rất khó khăn, chi phí nuôi Trường Giang, vợ chồng ông bà hỗ trợ chủ yếu, thi thoảng Tuyền gửi thêm tiền về phụ thêm bố mẹ nuôi con. Mẹ phóng viên Đặng Tuyền tiếp lời chồng, mỗi lần về thăm con, Tuyền cũng ít khi kể chuyện công việc. Lúc nào cũng vui vẻ, cười nói, dẫu thiếu thốn trăm bề, nhưng con bé chẳng hé một lời. Tôi có hỏi, Tuyền chỉ bảo, con ổn. Gian nan là vậy, nhưng thấy những cảnh đời khốn khó, Tuyền lại động lòng trắc ẩn, dốc hết tiền túi làm từ thiện. Nhiều khi tôi than thở, Tuyền chỉ nói, nhà mình nghèo nhưng ở ngoài kia, còn nhiều người khổ hơn. Mình bớt một bát cơm, cũng là cứu một mạng người. Công việc triền miên, nửa tháng hoặc hơn tháng, Tuyền mới về thăm con được một lần. Trường Giang rất quấn quýt và yêu mẹ. Hằng đêm, trước khi đi ngủ, cậu bé đều khóc đòi mẹ. Chỉ đến khi nghe tiếng mẹ qua điện thoại, cậu bé mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Từ ngày biết mẹ mất, Trường Giang ít chạy nhảy, nô đùa như trước. Khi màn đêm bao phủ, cậu bé dường như cảm nhận rõ nỗi cô đơn, thiếu vắng mẹ trên cõi đời. Nước mắt của cậu bé côi cút rơi lã chã, ướt đẫm khuôn mặt. Bà Diễn cho hay, cuối năm học vừa rồi, Trường Giang được giấy khen ở trường mầm non. Thằng bé vui, gọi điện cho mẹ khoe, Tuyền hứa, sáng 1 tháng 6 sẽ về cho con đi chơi. Thế nhưng 19 giờ, tối 1 tháng 6, Tuyền mới có mặt ở nhà. Trường Giang đã ngồi sẵn ở cổng ngóng mẹ từ bao giờ. Nghe tiếng xe máy từ đầu ngõ, thằng bé biết là mẹ về, nên háo hức chạy ngay ra đón. Bà Diễn kể, bố mẹ phóng viên Đặng Tuyền chia sẻ thêm, tối hôm đó, Tuyền ăn bữa cơm tối ở nhà, rồi sáng sớm hôm sau, ngày 2 tháng 6, chị đưa con trai đi chơi. Buổi chiều chị tất tả chuẩn bị đồ nghề đi làm. Trước khi mẹ đi, Trường Giang có vẻ bịn rịn lắm.
hẹn hôm nào mẹ về với con. Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu, Tuyền mới rời đi. Cảnh tượng đó tôi không bao giờ quên được. Giờ nghĩ lại, đó chính là lần cuối cùng gia đình tôi và cháu Trường Giang được gặp mặt Tuyền lần cuối. Ngày 9 tháng 10. Như thường lệ, Trường Giang đòi ông bà ngoại cho gọi điện nói chuyện với mẹ. Cuộc điện thoại kéo dài hơn mọi khi. Cháu mếu máo liên tục nói nhớ mẹ. Tuyền hứa tuần sau sẽ thu xếp công việc về ở với con mấy ngày, nhưng chẳng ngờ lời hẹn đó đã bị dòng nước sông Hồng cuốn đi mãi. Bố đẻ Đặng Tuyền thở dài nói,